cặp này nha chị Phượng nha. Đây, để đây đó, vàng nút quá trời nút nè. Cái này là tụi em trang chơi đế nha. Xin chào quý bà con, mình là Quang sáng lập kênh siêu thị cây giống. Như bà con đã biết, khi đến với kênh siêu thị cây giống thì Quang cùng với các anh chị thường hay chia sẻ đến quý bà con những loại cây ăn trái, những loại cây ăn quả mới có giá trị kinh tế cao. Và điều Quang mong mỏi là có thể giúp bà con gia tăng được gấp đôi, gấp ba thu nhập của mình trong thời gian ngắn nhất có thể. Và bên cạnh đó, Quang cũng rất là quan tâm tới cái giá trị tinh thần của bà con, tại vì chúng ta có tinh thần chúng ta sẽ làm được rất nhiều việc tuyệt vời và vĩ đại. Thì Quang thường hay chia sẻ đến quý bà con cái kỹ thuật chăm sóc cũng như là cách trồng cây mai vàng, làm sao chúng ta có thể vừa chơi mà vừa có giá trị kinh tế. Tại vì cây mai vàng nếu mà chúng ta biết cách nuôi với cách chăm thì chúng ta chơi xong thì mùa sau chúng ta sẽ bán được hơn cái được giá cao hơn cái mùa này. Này cái này giống như là một cây mai vàng, nếu chúng ta chơi mà biết cách giống như là một vốn bốn lời, vừa chơi mà vừa có lời vậy bà con, thấy nó thú vị ha. Dạ. Dạ, và nếu không bà con làm kinh tế cây mai, bà con có thể gọi vào số hotline hiện trên màn hình, Quang sẽ chia sẻ tận tình cho quý bà con. Tại vì chúng ta làm kinh tế cây mai cũng thật sự rất là tốt. Nha bà con ha, làm kinh tế bằng cây mai thật sự cũng rất là tốt ha bà con. Dạ. Và ngày hôm nay thì thể theo rất là nhiều các cái câu hỏi mà Quang tổng hợp từ trên tổng đài của siêu thị cây giống, thì bà con hỏi Quang là tại sao phải mua mai Tết từ thời điểm bây giờ. Thời điểm bây giờ đang là cuối tháng 8 đầu tháng 9 năm lịch, và bà con nói là bây giờ mua về thì có hiệu quả hay không, có thuận lợi hay không, hay là để Tết mua hay là thời điểm nào mua thì nó hợp lý. Dạ thưa quý bà con, hiện tại bây giờ thời điểm là cuối tháng 8 đầu tháng 9 năm lịch thì bà con mua cây mai vào là hợp lý. Tại vì sao bây giờ chúng ta mua cây mai vào là hợp lý? Thứ nhất đó là bây giờ là trong nhà vườn họ sẽ còn rất là nhiều các cái cây đẹp để mà chúng ta lựa chọn. Xin lỗi bà con nha, nãy nước hình như nó bị tắt hay sao. Tại vì hiện tại bây giờ khi mà chúng ta mua cây giống, mua cây mai hiện tại bây giờ thì trong nhà vườn sẽ có rất là nhiều các cái cây mai đẹp, và có rất là nhiều các cái hình thù quái dị như thế này để chúng ta có thể lựa chọn ha. Chúng ta thích cái gì thì chúng ta lựa chọn cái đó, là cái thứ nhất. Là nhà vườn sẽ còn rất nhiều cây mai đẹp để chúng ta lựa chọn, và cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi chúng ta mua những cái cây mai về mà chẳng hạn chúng ta sẽ tự sáng tác sáng tạo ha, ra những cái cây mai mà mình thích. Chúng ta sẽ thay chậu ha, sẽ thay chậu và chúng ta vào dây. Chúng ta vào dây cho cái cây mai này, tạo dáng, tạo kiểu cho nó ha bà con ha. Thì này khi mà chúng ta vào như vậy thì cây mai nó cũng sẽ mất sức. Nếu mà chúng ta mua quá cận Tết thì chúng ta thay chậu như vậy thì cây mất sức, có thể là cho bông nó sẽ không đẹp hoặc là bông nó dễ bị rụng. Nên là khi mà chúng ta mua từ bây giờ về chúng ta thay chậu thì mất một tháng để cho bạn mai bạn phục hồi, thì khi đó thì bạn mai bạn sẽ khoe sắc rực rỡ vào những ngày Tết cho chúng ta. Được chưa? Là cái yếu tố thứ hai. Cái yếu tố thứ ba là cây nó sẽ khi mà chúng ta mua quá cận Tết, những cái nút này nè nó đã lớn rồi, những cái nụ này nó đã lớn rồi, thì khi nó di chuyển nó có thể nó sẽ bị rớt, là cho cái bông, cái cây mai của chúng ta nụ nó sẽ không có sai và bông nó nhìn không có đẹp. Rất là sợ cái ngại Quanh khi mà Quanh làm cây bonsai hoặc và cây mai thì Quanh rất là sợ và ship hàng vào những cái dịp Tết. Thứ nhất là đi nó lâu, cây nó đi trong thùng nó lâu, cây nó bị mất sức. Cái thứ hai là cũng không còn hàng đẹp để lựa cho quý khách hàng. Cái thứ ba là sợ cây nó đi những cái nút như thế này, nếu mà nó đã ra nụ bự rồi thì nó có thể là bị rụng. Nó làm cho bà con nghĩ là mình giao cái cây nó không đẹp, nhưng thực sự cái cây lúc mà mình giao đi nó rất là đẹp. Thì năm rồi cũng đã bị rồi, nên là năm nay cũng rút kinh nghiệm để chia sẻ với bà con chúng ta hãy lựa chọn những cây mai mà nó đẹp, ưng ý với mình, hợp nhãn với mình, gọi là nó có duyên với mình ha, để mà chúng ta mua từ bây giờ để chúng ta có một cái mùa xuân rực rỡ. Thật sự là năm nay cũng là Quanh nghĩ là cũng là một cái năm cũng không có dễ dàng về kinh tế đó quý bà con. Tuy nhiên là để mà gọi là xả vậy ta, xả bớt những cái nhọc nhằn, khó khăn, lo toan, mệt mỏi ở trong năm 2020 đi, và để đón một năm 2021 thật sự là vinh quang, rồi vui vẻ, hân hoan và hạnh phúc với nhiều cái sự phát triển trong nền kinh tế hơn nữa. Thì Quanh nghĩ là việc mà chúng ta
gọi là chuẩn bị một cây mai cho ngày Tết hoặc là một cái loại hoa cho ngày Tết ngay từ bây giờ cũng là một cái chi phí chúng ta có thể bỏ ra được để mà giúp cho cái giá trị tinh thần không những là chỉ của mình mà của cả gia đình chúng ta sẽ nó hân hoan hơn, nó vui vẻ hơn và nó đoàn kết hơn đó bà con ha. Thì bây giờ nếu mà bà con đã có ý định là chúng ta chọn một cây mai chuyên vào ngày Tết thì bà con hãy mua từ bây giờ để chúng ta lựa được những cây mai đẹp, cây mai không bị mất sức, cái nụ nó không bị rớt ha bà con ha. Và đặc biệt là nếu bà con mua những cái cây mai nó chưa có đeo tàn như thế này nè, bà con về chúng ta tự tạo kiểu, bà con thấy cái cây này nè đẹp không? Nè, cái đế nó rất là xinh ha, cái đế nó thành một củ như thế này, cây này mai này rất là tuyệt vời nha. Và tàn đang chia theo tàn thông và dáng gọi là dáng lông các bà con ha, lông lắc rất là đẹp và rất là nhiều nụ, nhìn rất là đẹp và chắc chắn là Tết cây này sẽ bán với giá khá là cao. Nếu mà bà con mua đúng dịp Tết thì cây này sẽ bán rất là cao. Còn nếu bà con mua từ thời điểm hiện tại bây giờ, bà con có ý định chơi mai mà mua từ thời điểm hiện tại bây giờ, giá cả nó sẽ ok hơn, còn nhiều hàng đẹp để lựa hơn. Và cây nó sẽ đỡ mất sức hơn khi mà chúng ta mua vào cái dịp Tết nha bà con nha. Bà con lưu ý dùm quanh cái việc đó. Rồi một vài cái chia sẻ của Quanh về lý do tại sao chúng ta phải mua mai Tết vào cái dịp này. Nếu chúng ta có ý định mua thì nên mua từ bây giờ ha bà con ha. Rồi Quanh cũng sẽ giao lưu với bà con, chia sẻ với bà con một cặp mai mà Quanh thấy rất là ưng ý. Và đây là cái cặp mai để nếu mà nhà lớn thì chúng ta để lên bàn, còn nếu mà cái nhà mà chúng ta cảm thấy cái bàn hơi nhỏ thì chúng ta có thể để ngay chỗ góc cột á, thì Quanh nghĩ sẽ rất là đẹp, sẽ rất là xinh. Mời quý bà con chúng ta cùng giao lưu với Quanh một cái cặp mai rất là xinh như thế này ha bà con. Và đặc biệt khi mà bên siêu thị cây giống chơi mai, thường thường Quanh sẽ rất là để ý vào cái bộ đế. Cái bộ đế này là một cái bộ giá trị rất là quan trọng, nhất đế nhì thân thứ ba mới tàn nha bà con nha. Nên là cái loại mai Hàn Quốc mai rồi giảo thủ đức hoặc là mai tài lộc đại lộc thì nó rất là nó sẽ giúp cho chúng ta có cái mỹ quan rất là đẹp. Tuy nhiên cái bộ đế mới là dân chơi, những người sành mai, những lão đại về mai là rất là quan tâm tới cái bộ đế này. Ngày hôm nay Quanh muốn chia sẻ giao lưu với bà con một cái cặp mai rất là đẹp. Thực sự cặp này không bán nha, cặp này chúng ta giao lưu để chúng ta thấy nó đẹp thôi. Gọi là mai mini để bàn ha bà con ha. Cặp này nha chị Phượng nha, đây đế đây đó, tàn nút quá trời nút nè. Cái này là tụi em trang chơi đế nha, con đã biết khi đến với kênh siêu thị cây giống. Quanh cùng với các cộng sự của mình thường hay chia sẻ đến quý bà con những cái loại cây giống mới có giá trị kinh tế cao và năng suất cao. Bên cạnh đó thì siêu thị cây giống cũng đồng hành với khu vườn của quý bà con, chia sẻ những kỹ thuật thực tế, những cái loại phân tước gọi là hữu dụng nhưng mà tiết kiệm ngân sách và đặc biệt hiệu quả đối với khu vườn của quý bà con. Bà con cũng biết là cái gốc cái rễ là cái quan trọng nhất. Ngày hôm nay Quanh muốn bật mí một cái bí mật mà Quanh thấy rất là tuyệt vời về một cái loại sản phẩm dành riêng cho rễ. Đây là sản phẩm dinh dưỡng dành riêng cho rễ đến từ Hoa Kỳ, đó có tên gọi là Humic Hoa Kỳ ha bà con ha. Trước tiên thì Quanh muốn chia sẻ về công dụng của Humic Hoa Kỳ. Bà con có thể thấy rõ ràng trên bao bì, đặc biệt đó là giải độc phèn, giải độc hữu cơ và ra rễ cực mạnh, chống nghẹt rễ, vọt đọt mạnh, bông dày và trái to. Với cái công thức rất là đặc biệt là 80% hữu cơ và 20% vi lượng, bổ sung các chất dinh dưỡng gọi là rất là cần thiết cho cây, giúp cho cái bộ rễ, cái dinh dưỡng của rễ, cái rễ của chúng ta đầy đủ chất dinh dưỡng. Và cây nào nó cũng cần hết nha bà con nha, cả cây ăn trái, cây kiểng, cây lúa, cây gì nó cũng cần hết. Và khi mà cái rễ nó được kích thích mạnh như vậy sẽ giúp cho cái cây của chúng ta gọi là hút chất dinh dưỡng nhanh, năng suất cao, trái to. Và đặc biệt là sẽ giúp cho chúng ta tiết kiệm rất là nhiều chi phí và ngân sách cho cái việc sử dụng phân thuốc các bà con ha. Đây là sản phẩm Humic Hoa Kỳ, nó có hai cách sử dụng. Cách sử dụng thứ nhất là bà con sẽ trộn với lại phân gà hoặc là phân chuồng theo tỷ lệ là 100 kg phân và 1 kg Humic Hoa Kỳ, chúng ta có thể rải đều xung quanh tán cây để làm phân. Và cách sử dụng thứ hai là chúng ta có thể pha với nước. Một bịch 1 ký như thế này chúng ta sẽ pha với lại 400 lít nước và chúng ta tưới được cho tới 200 gốc ha bà con ha. Tưới xung quanh tán được 200 gốc sẽ giúp cho cái bộ rễ của chúng ta luôn luôn khỏe mạnh ha bà con nhé. Đây là hai cách sử dụng của Humic Hoa Kỳ và đây là hậu vệ. Và cái thứ hai mà Quanh muốn chia sẻ trong cái video ngày hôm nay đó chính là chai siêu vật đọt của nông nghiệp Hoa Kỳ. Chai siêu vật đọt này Quanh muốn chia sẻ về tác dụng của nó rất là thú vị ở chỗ là bung đọt cực nhanh. Tức là cái đọt, cái tược nó sẽ bung rất là nhanh ha bà con ha. Nó bung đọt rất là nhanh như thế này. Đấy, rồi
cái nữa đó là nó sẽ giúp cho đánh thức cái mầm mà nó ngủ đông. Nhiều bà con chia sẻ với Quang là cây trồng về nó cứ ngủ hoài, nó không chịu ra mầm. Thì cái chai siêu vật đọt này nó có một cái chức năng đặc biệt là đánh thức mầm ngủ. À, đã ngủ rồi và chúng ta phải đánh thức dậy. Và cái nữa là khi mà nó là những cái cành già rồi, nó sẽ giúp những cái cành già đó là phun đọt, ra đọt cực mạnh ở trên cành già. Và với cái công thức rất là đặc biệt và được chế tạo ở dạng gọi là phân tử nano dinh dưỡng, khi mà chúng ta phun ở trên bề mặt lá, nó sẽ thấm rất là nhanh vào ở trong bề mặt lá, xen lõi qua các cái tế bào lá, thấm vào bên trong, giúp cho cây như chúng ta gọi là tược nó ra rất là nhanh và tược rất là mập nhé bà con nhé. Và cách sử dụng của siêu vật đọt là chúng ta sẽ pha, nếu mà bình quải 16 lít chúng ta sẽ pha đó là 20-25cc cho một cái bình 16 lít xịt vào buổi sáng hoặc buổi chiều. Nếu mà sử dụng cho hệ thống phun tưới tự động thì chúng ta sẽ pha một chai 500ml này với 2 phi nước và chúng ta sẽ xịt được cho là 200 gốc rất là hiệu quả. Và chúng ta sẽ xịt phun đều ở trên lá và nhớ là chúng ta chỉ xịt vào buổi sáng hoặc là buổi chiều thôi, chúng ta không xịt vào buổi trưa nhé. Cái phần mà chòi tược này nó rất quan trọng, giúp cho tạo tán cây nó nhanh và vì thế thì cây nó sẽ nhanh cho hoa kết quả, giúp cho chúng ta là sớm thu hoạch được trái và nhanh tiền vào trong túi, đúng không ạ? Thì cái bộ đôi sản phẩm Humic Hoa Kỳ và siêu vật đọt gọi là kích ở dưới vọt ở trên, nó sẽ giúp cho cây của chúng ta sẽ phát triển mạnh, xanh đẹp, tàn đều đẹp, lá rất là dày, chòi tược gọi là bung tung té luôn. Đó là cái kết quả mà Quanh đã nhận được rất là nhiều và phản hồi rất là tích cực từ những cái nhà vườn đang sử dụng những sản phẩm của bên siêu vật đọt và Humic Hoa Kỳ. Trăm hay không bằng một thấy, một lần sử dụng còn nhiều hơn 100 lần nói. Thì bây giờ Quanh mời bà con chúng ta cùng nhau trải nghiệm thử bộ đôi sản phẩm siêu vật đọt và Humic Hoa Kỳ, một tiền vệ và hậu vệ chính yếu cho cái cây của chúng ta, để trải nghiệm và cùng nhau bàn luận về kết quả nhé bà con nhé.